chiều 13 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết, từ 20 giờ các ngày 14 tháng 11 và 19 tháng 11 năm 2019, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội diễn ra trận thi đấu trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Thái Lan. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ các trận thi đấu, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau. 1. Từ 14 giờ đến 22 giờ 30 các ngày 14 tháng 11 và ngày 19 tháng 11 năm 2019, hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên trừ phương tiện của các lực lượng tham gia phục vụ trận thi đấu trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết khắc phục sự cố lưu thông trên các tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, đường gom phải đại lộ Thăng Long. 2. Từ 17 giờ đến 19 giờ 30 và từ 21 giờ đến 22 giờ 30 các ngày 14 tháng 11 và 19 tháng 11 năm 2019, hạn chế các phương tiện trừ phương tiện của các lực lượng tham gia phục vụ trận thi đấu trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết khắc phục sự cố lưu thông trên các tuyến Kim Mã Nhỏ, Đào Tấn, Liễu Giai, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh. 3. Khuyến khích cổ động viên, người hâm mộ sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi đến tham dự trận thi đấu bóng đá. 4. Trong thời gian hạn chế các phương tiện phục vụ trận thi đấu diễn ra trận thi đấu trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam với UAE và Thái Lan, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế, tạm cấm theo tuyến đường như sau. 1. Hướng các phương tiện từ phía Tây sang phía Đông và ngược lại. Các phương tiện từ phía 32, Láng Hòa Lạc đi về trung tâm thành phố và ngược lại đi theo tuyến. Quốc lộ 32 đường 70 đại lộ Thăng Long đường cao tốc hoặc đường gom trái, Phạm Hùng đi trung tâm thành phố. Quốc lộ 32 Hồ Tùng Mậu Xuân Thủy Cầu Giấy đi trung tâm thành phố hoặc đến Hồ Tùng Mậu rẽ phải Phạm Hùng Trần Duy Hưng hoặc Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, đi trung tâm thành phố. 2. Hướng phương tiện từ phía Nam sang phía Bắc và ngược lại. Các phương tiện đi từ phía quốc lộ 6, đường Quang Trung Hà Đông, Trần Phú Hà Đông, đi về phía Bắc và ngược lại đi theo tuyến. Quốc lộ 6, đường Quang Trung Hội Đồng, Trần Phú Hội Đồng, Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đường Phạm Hùng, vành đai 3 trên cao Phạm Văn Đồng cầu Thăng Long. Các phương tiện từ phía quốc lộ 1, Ngọc Hồi, Pháp Dân cầu Di, đi về phía Bắc và ngược lại đi theo hướng. Quốc lộ 1A hoặc từ bờ Pháp Dân vành đai 3 trên cao Phạm Văn Đồng cầu Thăng Long. Quốc lộ 5 Nguyễn Văn Linh, lên vành đai 3 trên cao đi cầu Thăng Long hoặc đi thẳng qua cầu vượt nút giao trung tâm quận Long Biên Lý Sơn cầu Đông Trụ đi về phía Bắc.